Thời điểm cuối năm, các khu du lịch nghỉ dưỡng luôn tập trung đông người. Đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ nếu như chủ cơ sở lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của những người đứng đầu, thì nhân viên phục vụ hay bản thân các du khách cũng cần chủ động để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Từ nhiều tháng nay, nhà hàng này luôn trong tình trạng kín bàn, đông khách đến ăn uống như thế này. Nhất là vào thời điểm cuối tuần, lượng khách có thể tăng gấp đôi so với ngày thường. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, nhà hàng đã đầu tư trang bị thêm nhiều phương tiện, thiết bị về phòng cháy chữa cháy ở những vị trí dễ thấy. Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy hay tiêu lệnh chữa cháy cũng được treo ở các tầng để nhân viên có thể quan sát và xử lý khi có sự cố phát sinh. Trong thời gian vừa rồi thì có nhiều vụ cháy xảy ra, thì khách hàng khi đi đến các cái điểm vui chơi, nhà hàng, khách sạn thì cũng rất là lo lắng. Thì nhà hàng cũng thấu hiểu được điều đấy, thì chúng tôi cũng chuẩn bị về những cái trang thiết bị rồi nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy để hoàn thiện và để cho khách cảm thấy yên tâm hơn khi đến sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nói chung và tại Sapa nói riêng. Đối với khu vực bếp, ngoài tập trung một lượng lớn đồ ăn, thực phẩm, việc nấu nướng, chế biến bằng bếp ga cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ nếu lơ là, bất cẩn. Đây là điều mà cả đầu bếp lẫn nhân viên phục vụ đều hết sức lưu ý để phòng tránh. Công tác phòng cháy chữa cháy ở các nhà hàng thì rất là cần thiết ạ, bởi vì nó liên quan đến tính mạng và tài sản con người của khách hàng cũng như là bản thân mình, con người đi làm ạ. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra không ít vụ cháy nổ tại khu vực sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Do đó, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy là điều mà các nhà hàng đều đang cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản của chính mình. Nhân viên thì một năm thì cơ bản là được đào tạo 2 lần, có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy cũng như là về an ninh phòng cháy chữa cháy và về an toàn thực phẩm. Vị trí của những bình cứu hỏa của bên nhà hàng thì mình sẽ sắp xếp vào những một cái vị trí cố định. Đó là những cái vị trí thoáng và để dễ nhìn nhận, khách nhìn thấy và cũng như là nhân viên nhìn thấy, để có những cái sự việc xảy ra mình khắc phục luôn. Tôi rất là mong muốn cho tất cả nhà hàng ở Sapa và ở tất cả mọi nơi đều là làm tốt cái công việc phòng cháy chữa cháy này, để đảm bảo cho mỗi một người khách khi họ đi ăn, họ cảm nhận được hương vị ngon của bữa ăn, nhưng mà ngoài ra họ lại phải cảm nhận được sự yên tâm trong lòng của họ, thì bữa ăn sẽ cảm thấy hương vị sẽ ngon nhiều hơn. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân lớn nhất gây ra sự cố cháy nổ của các nhà hàng, quán ăn đến từ các thiết bị nấu trong gian bếp. Nhiệt độ bếp quá cao, khí ga bị rò rỉ, các thiết bị không đảm bảo độ an toàn cần thiết, sự bất cẩn của người lao động đều là những lý do khiến nhà hàng phải đối diện với sự cố cháy nổ. Vì vậy, kiểm soát những yếu tố này trở thành yêu cầu tiên quyết để giảm nguy cơ cháy nổ tại các nhà hàng, nhất là thời điểm cận Tết như hiện nay.